Hoài Lâm gây tranh cãi vì khen ngợi dép trên livestream. Ai cũng phạm sai lầm cả, mình chỉ công nhận tài năng thôi, còn cái đức thì mình quay đầu lại, không sao cả, không có gì hết. Hoài Lâm gây tranh cãi khi nhận xét về dép. Thời gian gần đây, Hoài Lâm hoạt động tích cực trên một ứng dụng giải trí. Trong livestream gần nhất, Hoài Lâm gây chú ý khi nhận xét về dép. Vì sao Hoài Lâm nhận xét về dép? Khi phản hỏi về trường hợp dép bị tẩy chay, Hoài Lâm nói, dép như thế nào thì dép vẫn sáng tác hay, dép hát hay, tư duy dép tốt. Ai cũng phạm sai lầm cả, mình chỉ công nhận tài năng thôi, còn cái đức thì mình quay đầu lại, không sao cả, không có gì hết, chưa bàn chuyện đúng sai. Chia sẻ của Hoài Lâm được nhận định là nhạy cảm trong thời điểm hiện tại. Đầu tháng 8 vừa qua, sự việc ca sĩ dép bị tố bạc tình với bạn gái cũ, thiếu trách nhiệm với con, ngoại tình với nhiều cô gái khi bạn gái cũng mang bầu gây xôn xao sau biết việc. Sau đó, nam ca sĩ viết thư xin lỗi nhưng khán giả cho rằng nội dung trong thư này chưa thỏa đáng. Dù việc chỉ vừa tạm lắng xuống nhưng khán giả vẫn rất tức giận bê bối đời tư của dép. Việc nam ca sĩ không xuất hiện trong chuyến ghi hình chương trình An ninh mạng Việt Nam tại Hàn Quốc được dư luận theo dõi sát sao. Do đó, việc Hoài Lâm nhận xét về dép trong lúc này khá nhạy cảm, không được nhiều khán giả đồng tình. Trên các diễn đàn mạng, phần lớn bình luận của người dùng mạng là phản đối ý kiến của Hoài Lâm. Một số người dùng mạng quá khích đã đào bới ồn ào đời tư của Hoài Lâm để công kích ca sĩ này. Trước đó, Hoài Lâm cũng gây chú ý khi khen ngợi Bùi Anh Tuấn trên ứng dụng giải trí này. Cụ thể, anh hát live bài Mơ Hồ của Bùi Anh Tuấn và được khán giả nhận xét là không kịch tính, cao trào bằng đàn anh. Hoài Lâm vui vẻ nói, tôi phải hạ nửa tông đó, anh Tuấn hát cao hơn tôi mà. Giọng của anh Tuấn là quãng cao lắm, hơn tôi 1/3 đến 2 tháng tư quãng. Bên cạnh đó, sự nghiệp thất thường của Hoài Lâm cũng là đề tài được dư luận quan tâm. Kể từ ngày trời xa showbiz, Hoài Lâm hoạt động âm nhạc theo bản năng. Anh có những ca khúc trở thành hit như Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi kết hợp với Nguyễn Minh Cường hay Cô Đơn Trong Nhà Mình kết hợp với Nguyễn Văn Trung. Tuy nhiên, nhà sản phẩm Hoài Lâm kết hợp cùng bạn bè như Anh Cứ Ngỡ, Người Đến Sau Sẽ Cho Người Tất Cả, Phải Nên Bắt Đầu Từ Đâu bị nhiều khán giả chê là phung phí giọng hát.